Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Quý Mão, bản tin sẽ có những hoạt động Phật sự nổi bật sau đây. Hòa Thượng Chủ tịch tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 8 tại Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Chủ tịch viếng tháp Cố Hòa Thượng Thích Nhật Quang tại Tổ đình Hội Sơn. Đắk Nông triển khai công tác Phật sự sau 3 tháng an cư kiết hạ. Tiền Giang, chùa Linh Phong trang nghiêm tưởng niệm Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đạt Hương và dân cúng pháp y. Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị đến với phần tin chi tiết. Nhận lời mời của Hòa Thượng sáng lập Cố vấn tối cao WBHKU Shinto và Hòa Thượng Chủ tịch Diễn đàn WBHSE Campbell Norman Candy Joseph tham dự Hội nghị Diễn đàn Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới WBS lần thứ 8 và khánh thành Trung tâm Truyền bá Phật giáo Nalanda Mahavihara tại thành phố Kobe, Nhật Bản. Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân đã đáp lời mời và chính thức tham dự sự kiện này từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023. Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tháp tùng có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương, Đại Đức Thích Minh Ân. Sáng ngày 13 tháng 9 tại sân bay quốc tế Kansai, thành phố Osaka, ban tổ chức Diễn đàn Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới và Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản vui mừng trân trọng đón tiếp cung nghinh Hòa Thượng Chủ tịch cùng phái đoàn quang lâm. Tại trụ sở Diễn đàn Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, Phó Chủ tịch Diễn đàn Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới Thượng tọa Sankakori đã thân mật đón tiếp Hòa Thượng Chủ tịch và phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại đây, Thượng tọa Shinkai Kori đã giới thiệu nội dung chương trình làm việc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 8 diễn ra trong 4 ngày, phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 9 tại Đại Dương đường Phật giáo Thế giới, Đại Tự viện Nanbutsutsu Sambozan Muyosuji, và sau đó chiều cùng ngày là lễ khánh thành Trung tâm Truyền bá Phật giáo Nalanda Mahavihara, thành phố Kobe, Nhật Bản. Được biết, kể từ khi thành lập đến nay, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới đã được tổ chức 7 lần trong lịch sử 25 năm. Thông qua các hội nghị vừa qua, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau đã được nâng cao giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo tối cao trên thế giới. Mỗi hội nghị đều kết thúc thành công rực rỡ và đạt được những kết quả đáng kể mang nhiều giá trị lịch sử và chiến lược phát triển Phật giáo. Chiều ngày 12 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Quý Mão, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã về Tổ đình Hội Sơn tưởng niệm và viếng bảo tháp Cố Hòa Thượng Thích Nhật Quang, nguyên Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Tổ đình Ấn Quang, Viện chủ Tổ đình Hội Sơn. Đón tiếp Hòa Thượng Chủ tịch là Hòa Thượng Thích Thiện Hảo, trụ trì tổ đình cùng chư tăng và đạo tràng Phật tử. Tại tổ đường, Hòa Thượng Chủ tịch thành kính dâng hương tưởng niệm 10 năm viên tịch của Cố Hòa Thượng Thích Nhật Quang, dứt tâm cầu nguyện giác linh Cố Hòa Thượng được cao đăng Phật quốc. Theo đó, Hòa Thượng Chủ tịch cũng dâng hương tưởng niệm Cố Ni trưởng Thích Dư Thanh, bổn sư của Cố Hòa Thượng Thích Nhật Quang, bậc trưởng lão ni giới đức sáng ngời, thầy của nhiều thế hệ ni giới miền Nam, nguyên vụ trưởng Ni bộ Bắc tông. Dịp này, Hòa Thượng Chủ tịch đến khu tháp tổ, nơi lưu giữ thân tứ đại của Cố Hòa Thượng Thích Nhật Quang, dâng hương tưởng niệm dành tri ân công đức của Cố Hòa Thượng đối với đạo pháp và dân tộc. Tại đây, Hòa Thượng Thích Thiện Hảo bày tỏ tri ân sâu sắc Hòa Thượng Chủ tịch đã nhớ tình Linh Sơn Pháp Lữ đến dâng hương tưởng niệm ngày nhập tháp của ân sư. Nhân đây, Hòa Thượng cũng giới thiệu kiến trúc ngôi cổ tự Hội Sơn được đại trùng tu sau thời gian ân sư viên tịch,
Dịp này, Hòa Thượng Chủ tịch cũng ôn lại lịch sử hình thành tổ đình, công đức của chư vị tiền bối hữu công trụ trì qua các thời kỳ. Đồng thời Ngài cũng cho biết, hôm nay vừa đúng 10 năm trở lại thăm tổ đình. Cố Hòa Thượng Thích Nhật Quang, để danh Trình Giang Trừ, sinh năm 1940 tại làng Long Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay là thành phố Thủ Đức. Ngài xuất gia tu học năm 12 tuổi với sư trưởng Như Thanh tại tổ đình Hồ Sơn. Do niên cao lập trưởng, Hòa Thượng đã thu thần thị tịch tại tổ đình Ấn Quang vào lúc 14h45 phút ngày 30 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Quý Tỵ, trụ thế 74 năm Hà Lạp 50 năm. Ngày 29 tháng 7 năm Quý Mão, tổ đình Hồ Sơn tưởng nhớ 10 năm ngày Môn Đồ Pháp Quyến cung thỉnh nhục thân Cố Hòa Thượng nhập bảo tháp tại tổ đình. Chuyển qua những Phật sự nổi bật khác. Sáng qua, ngày 12 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 7 năm Quý Mão, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, chùa Pháp Hoa, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, đã diễn ra phiên họp báo cáo tổng kết Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Phật sự những tháng cuối năm. Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện thị, thành phố. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Hiền nêu lên tầm quan trọng của phiên họp này. Vì vậy, Thượng tọa mong muốn Chư Tôn Đức tích cực đóng góp xây dựng và triển khai đến Tăng Ni trong huyện nhà của mình, được nắm bắt cụ thể hơn các hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong thời gian tới. Thông qua bản báo cáo, nhìn chung các ban ngành cũng như ban trị sự các huyện, thành phố trong thời gian qua hoạt động rất đồng bộ, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, mang lại những thành quả tốt đẹp. Tại phiên họp, Chư Tôn Đức đã tích cực đóng góp nhằm hoàn thiện hơn trong những hoạt động Phật sự thời gian tới. Theo đó, trong thời gian tới, Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Sư Cô Thích Nữ Khánh Niệm, trụ trì Chùa Khánh Phước tại huyện Krông Nô, đăng ký hồ sơ các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các huyện còn tồn đọng, đón nhận xử lý hồ sơ thuyên chuyển sinh hoạt của Chư Tăng Ni về tỉnh nhà. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã có đôi lời tán thán tinh thần trách nhiệm chung của Chư Tôn Đức đã nỗ lực chung tay thực hiện thành tựu các công tác Phật sự vừa qua. Qua đó, đúc kết lại toàn bộ những ý kiến đề xuất tại phiên họp và đưa ra những phương hướng giải quyết để áp dụng, thực hiện phù hợp với thực tế. Thượng tọa khuyến khích Chư Tôn Đức Tăng Ni tỉnh nhà hãy cùng nhau nỗ lực thực hiện tốt chương trình kế hoạch Phật sự, chung tay phát triển Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm chung. Trong tinh thần ẩm thủy tư nguyên, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 7 năm Quý Mão, tại chùa Linh Phong, ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ni trưởng trụ trì Thích Nữ Tắc Hoa cùng ni chúng và Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ khuế kỵ lần thứ 34 cố trưởng lão Hòa Thượng Ân Sư Thích Đạt Hương, nguyên thành viên Hội đồng Chứng minh, tông trưởng Tông Thiên Thai Giáo Quán, trụ trì chùa Linh Phong. Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh của trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Minh, ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Hạnh Trân, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Chân Lệ, Hòa Thượng Thích Chân An, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành, Chư Tôn Đức trong Tông Phong Thiên Thai Giáo Quán, Chư Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo Phật tử xa gần đồng về tham dự. Tại buổi lễ, môn đồ tứ chúng cung thỉnh Chư Tôn Đức Ban Kinh Sư thực hành nghi thức sái tịnh đàn tràng, thượng phan, bạch Phật khai kinh cúng Phật, cúng tiến giác linh Hòa Thượng Tôn Sư. Nơi tổ đường trang nghiêm thanh tịnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni thắp hương dâng lời tưởng niệm, tưởng nhớ công hạnh cao viễn của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Đạt Hương đã đóng góp cho giáo hội và Tông Phong cũng như đạo tràng chùa Linh Phong. Tại trai đường, với lòng cung kính, ni trưởng trụ trì Thích Nữ Tắc Hoa dâng lời tác bạch hoài niệm tri ân thầy đã mở lối khai sáng môn nhân. Đây sẽ là hành trang cho chúng đệ tử nương nhờ vào đó để từng ngày tấn tu đạo nghiệp. Nhân ngày huế kỵ của ân sư, nhân mùa hưu hạ, quý Tôn Đức vừa tròn thêm một tuổi đạo, nơi trai đường chúng con đã trần thiết thanh tịnh. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ để đạo tràng chúng con vuông tròn tâm nguyện báo đáp tôn sư.
Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc nhắc lại công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đạt Hương cùng những đóng góp của Hòa thượng trong công cuộc vận động thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang và phát triển Phật giáo huyện Châu Thành. Ngài là tấm gương sáng đáng kính để hàng hậu tấn chúng ta noi theo tu học. Qua đây, Thượng tọa tán thán hiếu tâm hiếu hạnh của ni trưởng trụ trì cũng như chư ni Phật tử chùa Linh Phong thành tâm trang nghiêm thiết lễ quý kỵ Hòa thượng ân sư. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, kính chúc quý Phật tử luôn đông đầy tình yêu thương bên gia đình. Chiều cùng ngày, ni trưởng trụ trì đã thành tâm thiết lễ trai đàn chuẩn tế, cầu nguyện quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, cùng kỳ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Sáng nay, ngày 13 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch, Đại đức Thích Minh Thành, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Phước Liên, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng y ca sa Phật lịch 2567. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Huyền Thông, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Ân, chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Kiên Lương cùng chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử tham dự. Buổi lễ mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ về chủ đề ơn đức sinh thành, sau đó đạo tràng cùng lắng tâm hoài niệm về ơn dưỡng dục, những vất vả lo toan của cha mẹ qua bài cảm niệm Vu Lan do đại diện Phật tử dân đọc. Tiếp đến là nghi thức dân hoa khánh tuế chư tôn đức và nghi thức hoa hồng cài áo. Toàn thể hội chúng đồng cài lên ngực đóa hoa hồng trắng. Mỗi bông hoa là biểu tượng cho hình ảnh của cha mẹ để mỗi người con cùng tưởng nhớ và tôn vinh các đấng sinh thành. Trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh nhân mùa Vu Lan báo hiếu được ngợi ca là mùa xuân của Phật giáo, mùa mà chư tôn đức được tăng thêm tuổi hạ lạp, đại diện đạo tràng Phật tử chùa Phước Liên tác bạch cúng dường và thành kính dâng lên chư tôn đức những chiếc y vàng giải thoát với tất cả lòng thành hộ trì chánh pháp. Ban lời đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã tán thán tấm lòng của Đại đức Thích Minh Thành cùng quý Phật tử đã thiết lễ Vu Lan vô cùng trang nghiêm và sắm sanh tứ sự cúng dường chư tôn đức để lấy đó làm hành trang trên bước đường lợi sanh cứu khổ ban vui cho nhân loại. Nguyện nương nhờ phước báo ấy để hồi hướng công đức cho mẹ cha, thân bằng quyến thuộc hiện tiền, được an vui, người thân quá vãng, được vãng sanh về cảnh giới an lành. Trong không khí trang nghiêm, đạo tràng Phật tử tiến hành nghi thức dân y cúng dường chư tôn thiền đức chứng minh, bậc hướng đạo sư hướng dẫn hàng Phật tử tu học và đáp đền ơn đức sinh thành của cha mẹ. Xin được chuyển qua tin tức từ thiện. Nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, động viên giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày 12 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 7 năm Quý Mão, Đại đức Thích Minh Thanh, trụ trì tỉnh xá Phụng Hoàng, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, kết hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Em, ngụ tại ấp 2 xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải. Đến tham dự buổi lễ còn có Đại đức Thích Hoàng Luật, tăng chúng chùa Phổ Tịnh, ông Lăng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Trường Thạch Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã. Phát biểu tại buổi trao nhà, Đại đức Thích Minh Thanh bày tỏ niềm hoan hỷ và chúc mừng đến gia đình của bà Trần Thị Em. Đại đức cho biết, với số tiền 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà là tất cả tấm lòng của Chư Tăng và Quỹ Người Nghèo xã Hòn Tre trao đến bà con với mong muốn rằng người dân có được nơi ở ổn định. Qua đó, Đại đức mong rằng gia đình bà Trần Thị Em cố gắng phấn đấu làm ăn, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đáp lại tấm lòng cao quý ấy, ông Lăng Mạnh Hùng gửi lời tri ân đến Đại đức Thích Minh Thanh và Quỹ Nhà nghèo xã Hòn Tre đã có tấm lòng chia sẻ và giúp đỡ đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòn Tre, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân. Tại đây, Đại đức Thích Minh Thanh cùng chính quyền địa phương đã trao bảng tượng trưng cho gia đình bà Trần Thị Em. Đồng thời, chính quyền đã trao những phần quà hỗ trợ cho gia đình trang trải cuộc sống qua ngày, có thêm niềm vui, ổn định cuộc sống.
Cũng trong hôm qua, chiều ngày 12 tháng 9 năm 2023, Thượng tọa Thích Minh Lý trụ trì chùa An Khánh, xã Định Yên đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Định Yên bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình Tô Thiện Phước thuộc ấp An Khương, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Tô Thiện Phước thuộc hoàn cảnh khó khăn. Ông Phước bị bệnh không còn khả năng lao động, vợ là bà Lê Thị Diền, 63 tuổi. Hàng ngày, bà Diền làm công việc dệt chiếu để kiếm sống và lo thuốc men chữa trị cho chồng nên cuộc sống rất vất vả. Đại diện chính quyền, ông Võ Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, báo cáo tóm tắt quá trình thi công và kinh phí xây dựng. Sau khi khảo sát và tiến hành thi công từ ngày 26 tháng 7 năm 2023 và hoàn thành vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, công trình xây dựng bằng bê tông cốt thép, tổng kinh phí xây dựng 71 triệu đồng, trong đó Thượng tọa Thích Minh Lý tài trợ 50 triệu đồng. Ngoài cái giáo lý dạy của Đức Phật về cái tình thương đối với tất cả chúng sinh, muôn loài vạn vật không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh. Chẳng những chúng ta không làm đau khổ cho chúng sinh, mà chúng ta còn chia sẻ mỗi năm làm từ 10 đến 30 căn nhà gỗ cho các hộ nghèo. Năm 2023, tới thời điểm này là tôi đã làm 9 căn nhà gỗ cho nhân dân ở trong vùng, lại với tinh thần tương thân tương ái, từ bi của đạo Phật. Xin chân thành cảm ơn các anh lãnh đạo chính quyền địa phương của xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cảm ơn tất cả các Phật tử tài trợ. Cảm ơn tất cả những người có mặt hôm nay đã ủng hộ chúng tôi làm cái việc thiện nguyện này được thành tựu viên mãn. Vì sáng tôi lo cơm nước cho ổng rồi xong, rồi tôi đi cột chiếu tới 1 giờ tôi về kiếm được 10.000 để xây sống trong nhà vậy đó. Rồi 1 giờ tôi về lo cơm nước chiều cho ổng. Tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương ở ấp An Khương và xã với sư Lý ở chùa An Khánh đã giúp cho tôi được một căn nhà ở an khang thịnh vượng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng từ bi của những người con Phật, cũng là thực hiện phong trào phát động người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái giai đoạn 2022-2027 và tháng nhân đạo 2023, góp phần lan tỏa lòng nhân ái do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Lấp Vò và Ủy ban Nhân dân xã Định Yên tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Định Yên tháng 4 vừa qua. Buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết đã kết thúc trong không khí ấm áp với những tấm lòng tương thân tương ái và niềm vui của tất cả mọi người, nhất là niềm hạnh phúc của hộ gia đình ông Tô Thiện Phước. Cuối chương trình, mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisubso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân khỏe, tâm an, vạn sự kiết tường như ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.